Kim học sinh đến với tiết học địa lý 8 ngày hôm nay. Sông ngòi và cảnh quan của châu Á rất phức tạp và đa dạng. Đó là do ảnh hưởng của địa hình và khí hậu đến sự hình thành của chúng. Qua bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những vấn đề đó. Tiết 3, bài 3, sông ngòi và cảnh quan châu Á. Các em sẽ tạm dừng video trong vài phút để đọc nội dung trong sách giáo khoa điện tử trang 10, 11 và 12 nhé. Học bài 3 xong, các em sẽ trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi châu Á và giá trị kinh tế của sông ngòi. So sánh và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước của sông ngòi ở các khu vực của châu Á. Kể tên và giải thích sự phân bố cảnh quan tự nhiên của châu Á. Bài 3 gồm có 3 nội dung. Nội dung thứ nhất, đặc điểm sông ngòi. Nội dung thứ hai, các đới cảnh quan tự nhiên. Nội dung thứ ba, những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á. Thì phần 3 nằm trong phần giảm tải của năm nay, nên các em sẽ đọc thêm ở trong sách giáo khoa. 1. Đặc điểm sông ngòi. Các em quan sát vào hình 1.2, lược đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ của châu Á, kể tên một số hệ thống sông lớn của châu Á. Thì nhìn ở trên lược đồ, chúng ta sẽ thấy được là sông sẽ có ký hiệu là những cái đường màu xanh. Và sông thì sẽ được viết tắt là chữ S cộng với tên của sông. Chúng ta có thể kể tên một số hệ thống sông lớn ở châu Á như là sông Obi, sông Yenisei, sông Lena, sông Amur, sông Hoàng Hà, sông Trường Giang, sông Mekong, sông Hằng, sông Ấn và một số hệ thống sông khác. Vậy em có nhận xét gì về mạng lưới sông ngòi của châu Á? Châu Á có mạng lưới sông dày đặc với nhiều hệ thống sông lớn. Đây là danh sách 10 con sông lớn nhất trên thế giới. Thì nhìn vào bảng này, chúng ta sẽ thấy được là châu Á là châu lục mà có nhiều con sông lớn nhất trên thế giới, có tới 5 con sông. Đó là sông Trường Giang chiếm vị trí thứ 3 với chiều dài là 6.300 km. Đứng vị trí thứ 5 đó là sông Yenisei. Vị trí thứ 6 là sông Hoàng Hà. Vị trí thứ 7 là sông Obi. Và vị trí thứ 10 là sông Amur. Sông ngòi châu Á khá phát triển với nhiều hệ thống sông lớn. Vậy sông ngòi phân bố có đồng đều giữa các khu vực hay không? Nhìn ở trên lược đồ chúng ta sẽ thấy là sông ở châu Á phân bố không đồng đều giữa các khu vực. Ở những khu vực có mạng lưới sông ngòi dày đặc, ví dụ như là khu vực Bắc Á, khu vực Bắc Á, khu vực Đông Á, khu vực Đông Nam Á, khu vực Nam Á. Còn khu vực mà có mạng lưới sông ngòi thưa thớt như là khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á. Chúng ta đã biết được là lãnh thổ châu Á thì nằm trải dài từ vùng cực Bắc cho đến vùng xích đạo, nên châu Á sẽ nằm trên rất nhiều vĩ độ khác nhau. Và châu Á thì có tới 5 đới khí hậu. Vậy em có nhận xét gì về chế độ nước của sông ngòi châu Á? Sông ngòi ở châu Á thì có chế độ nước thay đổi phức tạp. Chế độ nước của sông thì sẽ phụ thuộc vào chế độ nước mưa. Cô ví dụ như là vào mùa mưa thì sông sẽ có nước lớn, còn vào mùa khô thì nước sông sẽ cạn. Chế độ nước sông còn phụ thuộc vào chế độ nhiệt. Ở miền khí hậu lạnh như là vùng cực hay là vùng ôn đới lạnh, tuy lượng mưa không lớn nhưng mà sông vẫn có nhiều nước, do là ở đây có độ bốc hơi kém và đặc biệt là về mùa đông, sông bị đóng băng trong một khoảng thời gian rất dài. Như vậy thì chúng ta sẽ có những đặc điểm chung của sông ngòi châu Á. Đó là sông ngòi khá phát triển với nhiều hệ thống sông lớn, sông ngòi phân bố không đều và có chế độ nước phức tạp.
Sông ngòi châu Á có những đặc điểm chung như là khá phát triển, có nhiều hệ thống sông lớn, sông phân bố không đều và có chế độ nước phức tạp. Và để đi chứng minh cho những đặc điểm này, các em sẽ hoàn thành phiếu học tập theo những nội dung sau. Đó là các khu vực. Ở đây chúng ta sẽ chia sông ngòi châu Á ra thành 3 khu vực sông. Đầu tiên sẽ là sông ngòi ở khu vực Bắc Á. Thứ hai sẽ là sông ngòi ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á. Và thứ ba là sông ngòi ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á. Ở mỗi khu vực sông, các em sẽ kể tên cho cô các sông lớn, tên của các sông lớn, đặc điểm của các sông ở đây. Đặc điểm bao gồm có hướng chảy, mạng lưới sông và chế độ nước. Và cuối cùng là nêu giá trị kinh tế của các sông. Đầu tiên là sông ngòi của khu vực Bắc Á thì sẽ gồm có các sông lớn như là sông Obi, sông Yenisei, sông Lena và sông Amur. Về đặc điểm thì sông Obi sẽ bắt nguồn trên dãy núi Altai và đổ ra biển Kara thuộc Bắc Băng Dương. Ở sông Yenisei sẽ bắt nguồn trên dãy núi Sai-an và sơn nguyên Trung Siberia và nó cũng đổ ra biển Kara thuộc Bắc Băng Dương. Ở sông Lena sẽ bắt nguồn trên dãy Tanovoy và nó sẽ đổ ra biển Laptev thuộc Bắc Băng Dương. Và sông Amur sẽ bắt nguồn trên dãy núi Zalonovoy và nó sẽ đổ ra biển Okhotsk thuộc Thái Bình Dương. Như vậy thì phần lớn các sông ở Bắc Á sẽ có hướng chảy là từ Nam lên Bắc. Về mạng lưới sông ngòi ở đây thì có mạng lưới sông ngòi dày đặc. Ở trong sách giáo khoa thì có câu hỏi như sau. Dựa vào hình 1.2 và 2.1, em hãy cho biết sông Obi chảy theo hướng nào và qua các đới khí hậu nào? Tại sao về mùa xuân, vùng trung lưu và hạ lưu của sông Obi lại có lũ băng? Các em sẽ quan sát vào hình 1.2, lập đồ địa hình, khoáng sản và sông Hồ châu Á. Chúng ta thấy là sông Obi sẽ bắt nguồn từ dãy núi Altai, đổ ra Bắc Băng Dương. Như vậy thì sông Obi sẽ chảy theo hướng từ Nam lên Bắc. Sông Obi thì chảy qua các đới khí hậu nào? Các em sẽ nhìn qua hình 2.1, lập đồ các đới khí hậu châu Á. Sông Obi thì chảy trong khu vực được thể hiện là màu xanh dương và màu vàng. Như vậy sông Obi sẽ chảy trong đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu cực và cận cực. Tại sao vào mùa xuân, vùng trung lưu và hạ lưu của sông lại có lũ băng lớn? Bởi vì sông Obi chảy trong khu vực có khí hậu ôn đới, mà cụ thể là kiểu ôn đới lục địa và đới khí hậu cực và cận cực, nên là vào mùa đông thời tiết rất lạnh và kéo dài, làm cho nước sông ở đây bị đóng băng. Đến mùa xuân thì thời tiết sẽ ấm hơn và băng lúc này thì bắt đầu tan. Sông Obi thì lại chảy theo hướng là từ Nam lên Bắc, mà phần thượng nguồn nằm trong kiểu ôn đới lục địa, nên là mùa xuân sẽ ấm trước và băng sẽ tan ở thượng lưu trước. Sau đó thì nước lũ dồn xuống vùng trung lưu và hạ lưu. Và phần hạ lưu này thì lại nằm trong đới khí hậu cực và cận cực, nên lúc này băng ở hạ lưu vẫn chưa tan hết, đã chắn dòng nước lại, làm cho nước tràn lênh láng ra hai bên bờ và gây ra lũ băng. Như vậy thì chế độ nước của sông ngòi Bắc Á sẽ có đặc điểm là vào mùa đông thì các sông sẽ bị đóng băng, nước sông sẽ bị đóng băng trong một khoảng thời gian dài. Còn đến mùa xuân thì thời tiết ấm dần lên, băng tuyết sẽ tan ra làm cho nước sông lên rất nhanh và thường thì gây ra lũ băng lớn. Đây là hình ảnh băng đang tan trên sông Obi vào mùa xuân sau một khoảng thời gian dài bị đóng băng vào mùa đông. Đây là hình ảnh sông Obi vào mùa hè.
lúc này thì băng đã tan hết. Khu vực tiếp theo, sông ngòi khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á. Các sông lớn ở đây bao gồm có sông Hoàng Hà, sông Trường Giang, sông Mekong, sông Hằng, sông Ấn và một số sông khác. Về đặc điểm, thì sông Hoàng Hà và sông Trường Giang thì bắt nguồn trên dãy Côn Luân thuộc Sơn Nguyên Tây Tạng, chảy về phía đông và đổ ra biển Hoàng Hải và biển Hoa Đông thuộc Thái Bình Dương. Sông Mekong thì bắt nguồn ở trên Sơn Nguyên Tây Tạng, chảy theo hướng là từ Bắc xuống Nam và đổ ra biển Đông thuộc Thái Bình Dương. Sông Hằng và sông Ấn bắt nguồn trên Sơn Nguyên Tây Tạng và đổ ra các biển thuộc Ấn Độ Dương. Sông Hằng thì sẽ chảy theo hướng là từ Tây Bắc xuống Đông Nam, còn sông Ấn thì sẽ chảy theo hướng là từ Đông Nam lên Tây Bắc và sau đó thì chuyển sang hướng Nam. Về mạng lưới sông ngòi thì mạng lưới sông ngòi dày đặc với nhiều hệ thống sông lớn. Về chế độ nước sông thì khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á là những khu vực mà thuộc khí hậu gió mùa, chúng ta đã học ở bài số 2 rồi. Cho nên là các khu vực này, chế độ nước sông sẽ phụ thuộc vào chế độ mưa, mùa mưa sẽ vào mùa hè. Cho nên là các sông ở ba khu vực này sẽ có lượng nước lớn nhất vào thời kỳ cuối mùa hạ đầu mùa thu và thời kỳ cạn nhất vào cuối đông đầu xuân. Các sông có lượng nước lớn vào mùa mưa. Sông Hoàng Hà và sông Trường Giang là hai con sông lớn nhất ở Trung Quốc. Trong đó thì sông Hoàng Hà là con sông dài thứ ba ở châu Á, đứng sau sông Trường Giang và sông Yenisei của Nga. Sông Hoàng Hà thì có nghĩa là dòng sông màu vàng, bởi vì nước sông này có màu vàng do trong nước sông có chứa nhiều phù sa. Sông Hoàng Hà thì hùng vĩ, nhưng mà lũ trên sông này lại nổi tiếng là nỗi thống khổ của người Trung Quốc, bởi vì những hậu quả thảm khốc mà nó gây ra trong suốt nhiều thế kỷ. Đó là những trận lũ lụt liên tiếp xảy ra, ước tính số lần vỡ đê khoảng trên 1.500 lần. Đây là hình ảnh về sông Trường Giang, hay còn gọi là sông Dương Tử. Đây là con sông dài nhất ở châu Á và đứng thứ 3 trên thế giới, với chiều dài khoảng trên 6.300 km. Đây là hình ảnh về đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp là đập thủy điện chặn ngang dòng sông Trường Giang và nó hiện là đập thủy điện lớn nhất trên thế giới, nằm giữa tỉnh Hồ Bắc và thành phố Trùng Khánh. Đây là hình ảnh về sông Hằng và sông Ấn. Sông Hằng thì được coi là dòng sông linh thiêng nhất Ấn Độ và là nơi lưu giữ trái tim của Ấn Độ. Sông Ấn thì được coi là dòng sông ngoại lai lớn nhất trên thế giới. Bởi vì mặc dù là có tên gọi là sông Ấn, nhưng mà dòng chảy chính của nó lại không chảy ở Ấn Độ, mà dòng chảy chính lại chảy ở Pakistan. Như chúng ta đã biết, thì sông Mekong, một con sông rất lớn, chảy qua 6 quốc gia Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và đổ ra Biển Đông ở Việt Nam. Sông Mekong xếp thứ 12 trên thế giới và thứ 7 tại châu Á về độ dài. Ước tính dài khoảng 4.350 km với lưu vực rộng tới 810.000 km². Chúng ta đều biết sông Mekong bắt nguồn từ Trung Quốc, nhưng cụ thể là ở đâu? Vị trí chính xác của thượng nguồn sông Mekong nằm ở con suối Lạp Tái Cống Mã, trên ngọn núi Quốc Trung Mộc Sách, ở độ cao 5.224m, thuộc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Đoạn đầu nguồn nó được gọi theo tiếng Tây Tạng là Yachu, sau đó hợp lưu với một nhánh khác tên là Án Chu, ở trấn Xương Đô, thuộc khu tự trị Tây Tạng. Hai nhánh đầu nguồn này tạo ra sông Lan Thương. Phần lớn đoạn sông này có các hẻm núi sâu. Khi chạy đến khu vực dãy núi Hoành Đoạn thuộc tỉnh Vân Nam, sông Lan Thương cùng sông Trường Giang và sông Nội Giang hợp thành khu bảo tồn Tam Giang Tịnh lưu nổi tiếng. Khu vực bao gồm 15 vùng lõi với tổng diện tích 939.441,4 hecta với bán kính rộng 180 km và 310 km. Sau đó, đoạn sông Mekong dài khoảng 200 km tạo thành biên giới giữa hai nước Myanmar và Lào.
Điểm này cũng là điểm phân chia phần thượng và phần hạ của Mekong. Sông Mekong sau đó tạo thành biên giới của Lào và Thái Lan trước khi dòng chảy chạy vào đất Lào ở tỉnh Bo Kiu. Người Lào và người Thái gọi sông với tên Mê Nam Khong. Mê là mẹ, Nam là sông, tức là sông mẹ, tự như sông cái theo thói quen gọi sông lớn của người Việt cổ và là cội nguồn của tên quốc tế Mekong hiện nay. Sông Mekong sau đó chạy thẳng vào đất Campuchia. Ở phía trên thủ đô Phnom Penh, nó hợp lưu với biển hồ Tonle Sap, con sông nhánh chính của nó ở Campuchia. Vào mùa nước lũ, nước chảy ngược từ sông Mekong vào Tonle Sap. Khi đến Phnom Penh, sông Mekong chính thức được chia là hai nhánh. Bên phải là sông Ba Thắc, sang Việt Nam gọi là Hậu Giang hay sông Hậu, và bên trái là Mekong, sang Việt Nam gọi là Tiền Giang hay sông Tiền. Cả hai đều chảy vào khu vực đồng bằng Châu Thổ rộng lớn ở Nam Bộ Việt Nam, dài chừng 250 km mỗi sông. Tại Việt Nam, sông Mekong còn có tên gọi là sông Lớn, sông Cái. Tập hợp của cả chín nhánh sông lớn tại Việt Nam được gọi chung là sông Cửu Long, tất cả cùng đổ ra Biển Đông. Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa Trung Quốc với các láng giềng Đông Nam Á đang căng thẳng sau khi Bắc Kinh bị cho là cố tình giữ nước tại thượng nguồn sông Mekong giữa mùa khô hạn. Tình trạng này khiến mực nước sông Mekong tại các quốc gia ở vùng Hạ Lưu đang sụt giảm đột ngột, gây ảnh hưởng tới ít nhất khoảng 60 triệu người đang sống nhờ vào dòng chảy sông Mekong ở vùng Hạ Du. Khu vực tiếp theo, sông ngòi khu vực Tây Nam Á và Trung Á. Thì ở khu vực Tây Nam Á có sông lớn như là sông Euphrates và sông Tigris. Cả hai sông này thì đều bắt nguồn trên dãy núi Taurus và sau đó thì hợp lưu lại đổ ra vịnh Persic thuộc Ấn Độ Dương. Hai sông này thì sẽ chảy theo hướng là từ Tây Bắc đến Đông Nam. Ở Trung Á thì có sông lớn như là sông Amu Darya. Sông này thì bắt nguồn trên sơn nguyên Pamir và sông xưa Darya. Sông này thì bắt nguồn trên dãy Thiên Sơn và cả hai sông này đều đổ ra biển Aran. Hai sông này thì sẽ chảy theo hướng là từ Đông Nam đến Tây Bắc. Ở Tây Nam Á và Trung Á thì chúng ta thấy rất là ít sông, mạng lưới sông thì thưa thớt. Về chế độ nước của sông thì Tây Nam Á và Trung Á thì đều là những khu vực thuộc kiểu khí hậu lục địa khô hạn mà chúng ta đã học ở bài số 2 rồi. Nên là sông ngòi ở đây kém phát triển. Tuy nhiên thì ở đây vẫn có một số sông lớn như là chúng ta vừa kể tên. Vậy nguồn cung cấp nước cho các sông này từ đâu? Đó là do băng tuyết và do tuyết và băng tan từ các cái dãy núi. Vì các sông ở đây đều bắt nguồn ở trên các dãy núi cao. Tuy nhiên thì lượng nước sông ở các khu vực này thì càng về hạ lưu sẽ càng giảm đi. Và một số sông nhỏ thì sẽ bị chết ở trong các hoang mạc cát. Đây là hình ảnh về hai con sông lớn ở khu vực Tây Nam Á. Các em quan sát một số hình ảnh và cho biết một số giá trị của sông ngòi châu Á. Sông ngòi thì sẽ cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, cho đời sống của con người. Giá trị tiếp theo đó là sẽ cung cấp nước cho phát triển thủy điện. Có giá trị cho đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, rồi phát triển du lịch sông và phát triển giao thông. Như vậy thì chúng ta đã vừa tìm hiểu xong đặc điểm về sông ngòi của châu Á. Các em hoàn thiện nội dung của phần 1 vào trong tập. Chuyển sang phần 2, các đới cảnh quan tự nhiên. Các em sẽ quan sát hình 3.1, lược đồ các đới cảnh quan tự nhiên. Kể tên các đới cảnh quan của châu Á theo thứ tự từ Bắc xuống Nam dọc kinh tuyến 80 độ Đông. Các em sẽ đọc tên lược đồ và đọc bảng chú giải. Sau đó chúng ta sẽ nhìn lên lược đồ, xác định kinh tuyến 80 độ Đông theo chiều từ Bắc xuống Nam, có nghĩa là từ trên xuống dưới. Châu Á sẽ có những đới cảnh quan như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy màu vàng, nhìn qua bên bảng chú giải, màu vàng sẽ là cảnh quan Đài Nguyên. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ thấy màu xanh. Ở bên bảng chú giải, màu xanh này sẽ thể hiện cho cảnh quan rừng Lá Kim hay còn gọi là rừng Taiga.
Tiếp theo chúng ta sẽ thấy màu cam. Màu cam ở bên bảng chú giải sẽ là cảnh quan thảo nguyên. Rồi tiếp tục là cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc. Rồi cảnh quan núi cao. Cảnh quan savan và cây bụi. Và cuối cùng màu xanh lá sẽ là cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm. Bây giờ các em sẽ tiếp tục kể tên cho cô các cảnh quan phân bố ở khu vực khí hậu gió mùa và cảnh quan ở khu vực có khí hậu lục địa khô hạn. Đầu tiên là khu vực có khí hậu gió mùa thì sẽ có các đới cảnh quan như sau. Cảnh quan rừng hỗn hợp và rừng lá rộng. Cảnh quan rừng cận nhiệt đới ẩm. Cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm và cảnh quan savan và cây bụi. Ở khu vực có khí hậu lục địa sẽ có các đới cảnh quan như là rừng lá kim hay còn gọi là rừng taiga, cảnh quan thảo nguyên, cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy được là cảnh quan châu Á có sự phân hóa đa dạng với nhiều loại. Cảnh quan có sự phân hóa theo chiều từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông. Và nguyên nhân của sự phân hóa này đó là do địa hình của châu Á rộng lớn, trải dài theo chiều từ Bắc xuống Nam, rồi có địa hình núi cao và do khí hậu có sự phân hóa đa dạng về các đới khí hậu và các kiểu khí hậu khác nhau. Các em hoàn thiện nội dung phần 2 vào trong tập. Sau khi tìm hiểu về các đới cảnh quan ở châu Á, các em sẽ quan sát hình và cho cô biết tên của các cảnh quan này là gì. Hình số 1 sẽ là cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm. Cảnh quan số 2 sẽ là cảnh quan núi cao. Cảnh quan thứ 3 là thảo nguyên, một cánh đồng cỏ ở vùng ôn đới. Cảnh quan thứ 4 quan là cảnh quan hoang mạc. Và cảnh quan thứ 5 rừng lá kim. Một số loài động vật quý hiếm ở châu Á. Hiện nay thì trừ rừng lá kim thì đa số các cảnh quan rừng, savan và thảo nguyên đã bị con người khai phá và biến thành đất nông nghiệp, biến thành các khu dân cư, khu công nghiệp. Các rừng tự nhiên còn lại rất ít. Bởi vậy, việc bảo vệ rừng là nhiệm vụ rất quan trọng của các quốc gia ở châu Á. Phần 3, những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á. Các em sẽ đọc thêm ở trong sách giáo khoa trang 12. Hoạt động vận dụng. Các em sẽ hoàn thiện phần bài tập ở trên trang lớp học. Hệ thống lại nội dung bài 1, 2, 3. Chúng ta sẽ làm bài kiểm tra thường xuyên vào tuần 4. Chuẩn bị bài 4 thực hành phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi.